Hello các bạn, rất vui được gặp lại các bạn vào vlog tiếp theo của mình. Thì mấy bữa nay mình làm mình tan ca trễ quá, tối rồi mình không có ra clip tiếp theo cho các bạn xem được. Thì bữa nay cũng không có chủ đề gì, thì thôi mình cũng nói về một cái vấn đề là cũng liên quan tới lao động bên đây ha. Thì trước hết lao động sang đây thì phải cần có gì, thì mình cũng chia sẻ luôn cái này là cái cần phải nên nói cho các bạn đều biết là lao động sang đây, tất cả các lao động sang đây đều có một cái chân để đi, đúng không? Tối thiểu cũng là một chiếc xe đạp. Thì mình muốn nói đây là một chiếc xe máy điện đó các bạn, đó xe máy điện đó. Thì mình đã làm đây hơn 3 năm thì mình cũng trải nghiệm qua được một đời chiếc xe điện nha các bạn. Thì xe máy điện và xe đạp điện thì nó có bàn điện, có bàn đạp nha các bạn, thì giống như xe đạp vậy nhưng mà nó có động cơ chạy điện. Thì cái này xe máy điện thì nó không có bàn đạp. Thì và mình cũng chia sẻ cho các bạn xem chi tiết của cái con xe của mình đã sử dụng hơn 3 năm như thế nào nha. Và đây qua đây mình quay cận cảnh cho các bạn xem nha. Đây, đầu tiên là hơn 3 năm sử dụng nó ra như thế này đây. Da quẹt. Xe mình đậu ở công ty, mình đang ở trước cửa công ty các bạn. Thì thành ra nó bụi bặm nó đóng rất nhiều, các bạn thông cảm nha. Đây. Đó. Là cái tên của chiếc xe là hiệu là gì đây? Xe máy điện thì các bạn cũng biết rồi, thì bên đây và bên Việt Nam mình cũng như nhau thôi. Đó, động cơ. Đang quay mà hai điện. Đó, cận cảnh cho các bạn xem nha. Nói về binh về độ á thì mình không có binh có độ gì nha các bạn. Đang quay chút xíu ở dưới cửa nè, cửa công ty nè. Đây là mình gắn thêm một cái kẹp giá để gắn điện thoại nha các bạn. Đó, đây là cái camera hành trình của mình thôi. Đó, đây là cái camera hành trình mình đi. Và mình cũng xin nói luôn là với cái con xe của mình đây đó, là một lần sạc đầy của nó đó các bạn, một lần sạc đầy nha, thì mình đi có thể, đó giờ mình đi thì cũng có lúc chưa đến lúc rồi cạn bình, nhưng mà gần 50 km nó vẫn còn chạy được nha các bạn, còn cũng 1-2 cục pin phần trăm gì đó. Nhưng mà theo như cái chủ bán xe nói là cái bình ắc quy của mình là 44 bình và 12 ampe thì nó 48V. Thì mình sạc đầy một lần sạc á, mình đi 50 có thể tới 55 km mới một lần sạc. Đó. Còn đi xe bên đây thì bây giờ gia lực mới rồi bạn, phải đội mũ bảo hiểm nha. Thì hôm nay không có chủ đề gì, mình quay mình nói về cái chiếc xe điện của mình đã qua sử dụng là 3 năm cho các bạn mình xem. Thì ắc quy, nói về bình ắc quy thì trong đây là hộc chứa bình ắc quy 4 bình nha các bạn. Thì mỗi một cái thay bên đây là 1.000 đài tệ, tính ra 700 mấy tiền mình. 4 cái thì nó ăn rẻ lại như có tính tiền công luôn chứ, 4 cái là chỉ 4.000 mấy đó, tính ra tiền Việt mình cũng mắc tiền. Thì mình thay đã một đợt bình trong xe và một đợt bình nữa nha các bạn. Chỉ theo như mà suôn sẻ mỗi một cái đợt bình mình thay đó thì chạy có khoảng hơn 1 năm thôi các bạn, là ngày nào cũng sạc nha. Đó, 1 năm là 1 cái bình đó.
Cái này mình chia sẻ thật cho các bạn luôn là 3 năm. Thì cái năm cuối này là cái đợt bình này là chưa thay các bạn, mình sạc đúng theo cái quy cách của nhà sản xuất đưa ra. Đó. Còn tốc độ của chiếc xe, thì chạy đường trường á thì có khoảng 45 tới 50 km/h. Đó là chạy cứng ga nha. Còn chạy nương nương á thì tốc độ trung bình nó có khoảng 40 km/h. Còn mình cũng nói rồi, là thì cái bình nó một lần sạc này thì chạy có khoảng 50 km trở lại. Ở đó trong cửa hàng bán là ở đằng sau này nó có một cái thùng chứa đồ nữa các bạn, mà lâu ngày và tháng quá nó hư gỗ phá mình tháo ra. Và ở trước đó, đằng trước nó có một cái vỗ nữa, nó cái vỗ để mình đi chợ mua đồ được. Thì mình cũng nói luôn là các lao động sang đây á thì cần có một cái chân để đi mua đồ lặt vặt hàng ngày. Và ký túc xá của các bạn ở đó, ký túc thì đâu phải công ty nào nó cũng ký túc nó cũng gần nhau đâu, thì đòi hỏi là phải đi làm, sáng thức ra thì phải chạy đi làm. Và còn nói một điều nữa thì các bạn sang đây thì các bạn cần phải có cái chân để đi ngoài giờ hoặc làm thêm đó, hoặc lễ lộc gì đó các bạn đi chơi đi dạo đang tham quan cái phong cảnh của cái nước đất bạn đó, thì lao động qua đây thì chỉ có gì thôi. Còn những các lao động như Philippines hoặc là Indo thì sang đây cũng có nhiều bạn vui lắm các bạn, độ xe đó, xe điện mà độ nha, độ ắc quy, độ thêm bình ắc quy nè, độ IC đó, rồi nói chung là gắn độ thay đổi hình thức chiếc xe nhìn nó đẹp lắm, nhưng mà chạy cũng tốc độ cũng xa dữ lắm, xa đó, thấy mấy bạn đó cũng vui. Thì có dịp nào đó mình giao lưu với mấy các bạn đó mà gặp chiếc xe điện nào độ cho đẹp đó thì mình cũng quay mình đăng cho các bạn cùng xem ha. Thì các bạn có thấy cái cuộc sống mà bên Đài Loan đây của những lao động của chúng mình thì cảm thấy vui á, thì hãy đăng ký kênh và ủng hộ mình ha. Thì mình cũng ra clip điều điều cho các bạn xem đó. Thì cái con xe này sử dụng thì nó ngay, nó ổn, nó tốt, nó đạt lắm. Nhưng mà chỉ giá hồi đó mình mua, mình nói cái giá luôn là trước đó mình mua xe mới đó thì 22.000 đại tệ. Thì các bạn nhân ra 1.000 đại tệ thì nó 745 đi đó. Là 1.000 thì nó 745 đi đó. Thì các bạn nhân xem 20.000 thì nó 14 triệu mấy. Thì tổng chiếc xe này có khoảng tiền lên xuống tùy theo cái giá thị trường của tiền đài thì có khoảng 15 triệu đó các bạn. Chiếc xe này thì tỷ giá chỉ có 15 triệu thôi. Còn bên Việt Nam mình thì rẻ hơn. Cái xưởng mình đó nó còn làm rồi, nó quay lại bình thường. Còn vỏ, nói về vỏ thì bánh của nó thì nó tương đối như bằng chiếc xe tay ga mình nha các bạn. Thì sử dụng đã hơn 3 năm thì cặp vỏ vẫn còn xài được, chưa thay bao giờ, gỡ zin luôn, gỡ chiếc sao zin luôn. Lớp của nó đó, lớp của nó thì vẫn còn xài được. Còn mình nói là tưởng đâu là nó kháng nước nha các bạn. Cái đợt năm rồi cũng tháng mưa, mùa mưa, mình chạy ngang cái đoạn đường đó mà nước ngập, ngập nhiều các bạn, ngập sâu ngang đầu gối vậy nè, có lúc cũng chỗ sâu hơn. Cái mình không biết, mình tưởng đâu chạy ngang ngập ngang cái sàn này thì lúc bình ắc quy không sao, còn lúc lên tới đây mình đâu biết cái IC để đâu. IC nó để phía sau này các bạn, phía sau này nó ngập, IC ướt rồi tắt luôn, mình dẫn luôn, dẫn bộ luôn đó. Thì chiếc xe này khuyên các bạn một điều là nó không có kháng nước nè các bạn, nó chỉ ngập bánh, ngập động cơ khoảng nửa động cơ trở lại thôi, nếu lúc luôn là kể như rồi teo luôn, hư luôn. Thì mình cũng bị một lần thì mình thay cái IC đó hết 1.800 nữa, 1.800 tương đương 1 triệu mấy. Còn cảnh chiếc xe cho các bạn xem. Thì bây giờ bộ lực Đài Loan nó ra cái lực mới rồi, mình cũng nói rồi các bạn biết rồi đó, thì phải đổi mũ bảo hiểm mà.
xe đã qua 3 năm sử dụng. Qua 3 năm sử dụng mà nó còn gì là mình cũng xài kỹ rồi đó các bạn. Mình không độ không chế gì nữa ha. Xe zin để gì mà xài đó, chỉ có thay ắc quy thôi. Ắc quy gì nào nó hư nó không cầm điện nữa thì mình thay ắc quy. Còn động cơ là chỉ có ngập nước á, động cơ chỉ có ngập nước nó mới có hư nha các bạn. Rồi thôi, đến đây mình cũng kết thúc clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào clip tiếp theo của mình ha. Bye bye, hẹn gặp lại.